Hello các bạn, mình là Tuấn. Hôm nay mình làm clip video này để hướng dẫn các bạn đổi lúp xem là trong SPD-SX mà ngày xưa tới giờ các bạn thắc mắc là không biết cách nào để đổi tempo của lúp nhanh hoặc chậm. Hôm nay mình làm clip này để hướng dẫn các bạn ha. Đây, trước mắt là tôi đang cài một cái lúp nguyên thủy là tempo 120. Lúp nguyên thủy 120 và 23 hai khuôn 120 lúp xem lời. Ok, các bạn vô phần này. Trước hết các bạn vô phần này, phát enter. Trước hết là các bạn set tempo scene on. Ok, xong các bạn bấm vô nút quick thì các bạn sẽ được cái màn hình này. Các bạn sẽ kéo xuống hết, dùng nút này các bạn kéo xuống hết phần dưới, các bạn sẽ thấy chữ tempo march, các bạn enter. Đây là đo cái lúp nguyên thủy của mình. Cái lúp nguyên thủy của tôi là beat 44 ha, hai khuôn ha, và tempo nguyên thủy là 120. Các bạn bấm enter. Ok, xong các bạn exit ra hết. Exit, exit. Nhớ là tempo scene on nha. Đây, bắt đầu tempo. Lúc nguyên thủy tempo 120. Bây giờ các bạn đổi tempo ha. Đây, tempo. Khi các bạn muốn đổi tempo, các bạn có thể dùng cái nút click này để tăng hoặc giảm tempo nha. Tăng nè, tăng nữa nè, giảm nè. Và tất cả những cái lúp trong cái part này đều chạy đúng tempo 130. Báo ha. Giờ lúc đang chạy tempo 130 nha, các bạn có thể thổi tempo khác, bấm tempo, các bạn có thể tháp nha, tháp nha. Hoặc các bạn có thể dùng cái nút click này để đổi tempo ha, nhanh hoặc chậm ha. Tempo ha, dùng nút click. Hoặc các bạn có thể tháp ha. Hoặc dùng nút này ha. Các bạn nhớ nha. Ok, menu, vô phần này, enter, nhớ là tempo scene on nha. Sau đó bấm quick, được màn hình này, chúng ta dùng lúc này kéo xuống hết tempo march, enter, thì chúng ta sẽ được cái màn hình đo lúp, thì đánh cái số liệu của cái lúp nguyên thủy vô, nhịp 44 ha, hai khuôn ha, và tempo nguyên thủy là 120. Xong các bạn bấm enter, tempo scene nhớ on nha. Exit, exit. Rồi, chúc các bạn thành công, các bạn đã đổi được
tempo của loop trong SX. Đây là cái điều tất cả các bạn đều thắc mắc ngày xưa tới giờ và không có ai giải thích cho các bạn. Chúc các bạn thành công.